Nghệ sĩ Hồng Tơ xin lỗi khán giả với nghệ sĩ khi hầu tòa về tội đánh bạc. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Tơ, tức nghệ sĩ Hồng Tơ, và 5 đồng phạm khác về tội đánh bạc. Trong phiên tòa, Hồng Tơ thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến khán giả và các nghệ sĩ khác. Theo cáo trạng, lúc 6 giờ 25, Cao Văn Tơ, tức nghệ sĩ Hồng Tơ 56 tuổi, điện thoại nhắn tin rủ Giáp Thành Tây 45 tuổi, ngụ tại quận 5, Nguyễn Văn Hậu 65 tuổi, Trần Văn Hùng 63 tuổi, Nguyễn Văn Hữu 47 tuổi, Dương Hoàng An 35 tuổi, đến quán cà phê của Hồng Tơ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, công an phường Hòa Thạnh kiểm tra quán cà phê của Hồng Tơ, bắt quả tang Tơ, Tây, Hậu, Hùng, Hữu và An đang tham gia đánh bạc, binh sập sám ăn tiền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận đánh bạc. Đến chến thứ ba thì bị công an bắt quả tang cùng tang vật. Số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 14,8 triệu đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ trong người của ông Hữu, Tơ, Hậu, An tổng cộng 48,8 triệu đồng và 500 USD. Những người này không thừa nhận dùng số tiền trên để đánh bạc mà chỉ để trong bóp dùng tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, Hồng Tơ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hồng Tơ cho rằng mình cùng các bị cáo khác trong vụ án đánh bài nhằm giải trí chứ không có mục đích xét phạt. Các bị cáo khác trong vụ án là những người thân của Hồng Tơ. Bị cáo có mở một quán cà phê để kinh doanh thêm. Ngay xảy ra vụ án, sau khi ăn cơm trưa thì mấy anh em cùng nhau đánh bài. Bị cáo đánh được 2 ván thì bị công an bắt giữ. Bản thân Hồng Tơ là chủ nhà, nên khi không đủ người đánh bài thì bị cáo mới tham gia, Hồng Tơ khai nhận. Chủ tọa cho rằng Hồng Tơ khai không đúng với lời khai ở cơ quan điều tra, đồng thời công bố lời khai trước đó. Sau khi chủ tọa công bố lời khai thì Hồng Tơ cho rằng mình tình ngay lý gian, chứ không có mục đích đánh bài ăn tiền. Tiếp đó, Hồng Tơ xin lỗi khán giả cùng những nghệ sĩ khác. Hồng Tơ cho rằng do mình quá chủ quan nên đã gây ra lỗi lầm ảnh hưởng tới những người nghệ sĩ. Hồng Tơ xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật để chuộc lại lỗi lầm của mình. Qua quá trình điều tra, Hồng Tơ khai thua hết số tiền 1,6 triệu đồng, sau đó khai lại chỉ thua 300.000 đồng, rồi lại đổi lời khai thành 1,6 triệu. Hội đồng xét xử cho rằng Hồng Tơ khai báo không thành khẩn. Đáp lại, Hồng Tơ cho rằng không phải là mình khai báo không thành khẩn, mà do thời gian nên không nhớ được cụ thể. Lần đầu tiên Hồng Tơ phạm pháp nên sợ, nhớ là bỏ trong túi 1 triệu, móc ra chơi ăn 300.000 đồng, còn ở trong túi là 3,2 triệu, Hồng Tơ khai nhận. Các bị cáo còn lại khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.